chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin của Bóng Đá Mơ ngày hôm nay. Chúc quý vị sẽ có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng và hiệu quả. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết có trong video ngày hôm nay. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin của Bóng Đá Mơ. Vâng, thưa quý vị, Liên đoàn bóng đá Malaysia đang rơi vào tình trạng rối ren khi chưa thể đáp ứng được nhu cầu của huấn luyện viên Tan Chung Hwa trước đối đầu với Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Sau khi Bahrain quyết định hủy trận giao hữu với Malaysia ngày 21 tháng 3 sắp tới, Liên đoàn bóng đá nước này đã nhanh chóng tìm các đối thủ khác để thay thế. Tuy nhiên, mọi nỗ lực vẫn chưa thể có kết quả. Điều này khiến cho huấn luyện viên Tan Chung Hwa vô cùng chán nản và lo lắng, bởi ông coi những trận giao hữu ở thời điểm này vô cùng quan trọng để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Việt Nam tại vòng loại World Cup. Để khắc phục tình hình không đội tuyển quốc gia nào muốn đá giao hữu với Malaysia, FAM cho biết sẽ thay thế đối thủ bằng một câu lạc bộ uy tín ở UAE. Ngay lập tức, huấn luyện viên Tan Chung Hwa tỏ ra không hài lòng và đề xuất phải tìm một đối thủ khác chất lượng hơn. Trận giao hữu sẽ vô cùng quan trọng khi các tuyển thủ quốc gia vẫn chưa thi đấu từ đầu năm cho đến nay. Tôi cần kiểm tra các cầu thủ trước cuộc đối đầu với các cầu thủ mạnh như UAE và Việt Nam. Giao hữu là một phần rất quan trọng trong kế hoạch sắp tới của tôi. Không những vậy, ông Tan Chung Hwa còn so sánh với Việt Nam và Thái Lan, hai đội tuyển rơi vào trường hợp tương tự Malaysia nhưng đã nhanh chóng có cách khắc phục. Trong khi các nước láng giềng như Việt Nam hay Thái Lan đã sớm tìm được đội bóng thay thế cho trận giao hữu thì Malaysia vẫn đang bất lực. Thật thất vọng khi trận đấu với Bahrain bị hủy, chúng tôi rất cần trận đấu như này để khởi đầu trước khi đấu UAE và Việt Nam, huấn luyện viên 51 tuổi chia sẻ. Trước sự phản ứng mạnh mẽ của huấn luyện viên Tan Chung Hwa, Tổng thư ký FAM Stats Namaram đã phải đăng đàn giải thích để xoa dịu tình hình. Ông khẳng định sẽ tiếp tục tìm kiếm và đàm phán để Malaysia có sự chuẩn bị tốt nhất một cách có thể. Hiện tại, Malaysia đang đứng thứ 2 tại bảng G vòng loại World Cup. Họ xếp sau Việt Nam kém 2 điểm và xếp sau UAE hơn 3 điểm nhưng lại đá nhiều hơn một trận. Vậy nên, hai trận đấu sắp tới trước hai đối thủ này sẽ quyết định cơ hội đi tiếp của những chú hổ. Bản thân huấn luyện viên Park Hang-seo cũng nhiều lần khẳng định cuộc đối đầu với Malaysia là trận đấu quyết định với đội tuyển Việt Nam. Vậy nên, mục tiêu của ông và các học trò không gì khác là giành chiến thắng trong trận đấu này. Trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia tại bảng G vòng loại World Cup diễn ra vào ngày 31 tháng 3 trên sân vận động Bukit Jalil, Malaysia. Vâng, thưa quý vị, chia sẻ trước trận tranh siêu cúp quốc gia 2020 giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, tiền vệ Quang Hải đánh giá rất cao sự nguy hiểm của Công Phượng. Hà Nội FC và thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung tối đa cho trận tranh siêu cúp quốc gia 2020 diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 1 tháng 3. Đương kim vô địch và đương kim Á quân V-League mùa giải trước sẽ so tài trên sân vận động Thống Nhất. Dù không có khán giả đến sân theo dõi, nhưng không vì vậy mà sức hút của trận đấu này giảm sút đi. Đánh giá về đối thủ, tiền vệ Nguyễn Quang Hải nói rằng: Câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh là một đội bóng đồng đều với nhiều cầu thủ chất lượng. Bên cạnh đó, họ cũng có bổ sung những tân binh chất lượng như Công Phượng, Huy Toàn. Tôi nghĩ rằng với sự xuất hiện của Công Phượng, hàng công của thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở nên rất mạnh. Tuy vậy, câu lạc bộ Hà Nội vẫn sẽ tìm ra cách để hạn chế tối đa sự nguy hiểm mà Công Phượng mang lại. Trong buổi tập của Hà Nội FC chiều ngày 27 tháng 2, Quang Hải phải tập riêng cùng bác sĩ Vũ Thành Luân. Sau phần chạy khởi động, tiền vệ sinh năm 1997 đứng tại chỗ thả lỏng và không thể tham gia vào bài tập phối hợp với bóng cùng các đồng đội. Người hâm mộ đang rất mong chờ cuộc so tài giữa Quang Hải và Công Phượng, hai trong số những ngôi sao sáng nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, khả năng Quang Hải ra sân trong trận đấu này vẫn còn đang rất bỏ ngỏ. So với mùa giải trước, câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh đã có những sự khác biệt một cách đáng kể, đặc biệt về mặt nhân sự. Họ đã tăng cường nhiều cái tên trong đội hình, đáng chú ý nhất chính là Thương Vụ đưa Công Phượng trở về từ Bỉ. Sự ăn ý giữa Công Phượng và Phi Sơn là điểm tựa để câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh có thể tự tin đối đầu với Hà Nội FC. Vâng, thưa quý vị, ở vòng 25 giải vô địch quốc gia Hà Lan, SC Heerenveen có cuộc đối đầu với Twente trên sân khách. Đây là đối thủ đang xếp dưới họ trên bảng xếp hạng. Chính vì vậy, toàn đội đặt quyết tâm rất lớn chấm dứt chuỗi trận chỉ hòa và thua. Một trong những vấn đề và người hâm mộ quan tâm nhất chính là đội hình xuất phát của SC Heerenveen trong trận đấu này. Đã nhiều vòng đấu, nhà cầm quân người Hà Lan giữ nguyên đội hình ra sân. Ông vấp phải nhiều chỉ trích vì sự cứng nhắc và bảo thủ của mình khiến cho đội bóng không giành được những kết quả như ý. Tuy nhiên, ở vòng đấu này, huấn luyện viên Johnny Janssen sẽ có một sự điều chỉnh đáng chú ý khi đưa Alen Halilovic vào sân ngay từ đầu. Ông Janssen nói,
Allen có cơ hội tỏa sáng thêm lần nữa. Anh ấy luôn muốn được chơi bóng và giờ đã được trao cơ hội. Anh ấy có thể chứng minh mình xuất sắc như thế nào. Tôi sẽ trao Allen một vai trò tương đối tự do trên hàng công. Cậu ấy sẽ đá chính và cho thấy tất cả khả năng của mình. Ở trận đấu trước gặp Den Haag, cựu tiền vệ Barcelona được tung vào sân ở phút thứ 69 của trận đấu. Chỉ chưa đầy 10 phút sau, Allan Halilovic đã có bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho SC Heerenveen. Đó là một bàn thắng đẳng cấp để chứng tỏ khả năng của ngôi sao đang hưởng lương cao nhất của đội bóng. Allan Halilovic từng được coi là thần đồng của bóng đá Croatia, một trong những tài năng trẻ sáng giá tại châu Âu. Trưởng thành từ lò đào tạo của Dinamo Zagreb, Halilovic đã có tên trong đội tuyển Croatia từ khi mới 17 tuổi. Cầu thủ này đã để lại nhiều dấu ấn và lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên Barcelona. Anh gia nhập đội bóng chủ sân Rukam với giá 2,2 triệu euro. Tuy nhiên, Halilovic không thể vụt sáng thành ngôi sao và lần lượt phiêu dạt sang Hamburg, AC Milan trước khi chuyển tới Heerenveen hồi đầu mùa giải năm nay. Thưa quý vị, không thể ký hợp đồng với Lý Nguyễn, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã tìm được một tiền vệ khác cũng từng thi đấu tại MLS và sở hữu tài năng không thua kém cầu thủ Việt kiều. Tưởng chừng như đã có được sự phục vụ của Lý Nguyễn ở kỳ chuyển nhượng vừa qua, nhưng bom tấn của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã đổ bể vào phút chót. Lý do được đưa ra là vì câu lạc bộ Inter Miami, đội bóng chủ quản của tiền vệ Việt kiều, không muốn để cầu thủ của mình ra đi vào thời điểm này. Việc Lý Nguyễn không về thi đấu cho Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ khiến cho người hâm mộ cảm thấy hụt hẫng mà còn khiến cho huấn luyện viên Chung Hae-song đau đầu về tình hình nhân sự của đội. Hiện tại, chiến lược gia người Hàn đang đối mặt với nhiều ca chấn thương của các trụ cột như Văn Thuận, Victor Boren, Mitesh Jarre. Đây sẽ là thách thức rất lớn với Thành phố Hồ Chí Minh trong mục tiêu giành kết quả tốt ở cả 4 đấu trường mà họ sẽ tham dự ở mùa giải 2020. Thấu hiểu được khó khăn của huấn luyện viên Chung Hae-song, ban lãnh đạo đội bóng đã ngay lập tức mang về một cầu thủ cũng chất lượng và giàu kinh nghiệm không kém gì Lý Nguyễn. Được biết, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất thủ tục đăng ký tiền vệ Alex Montenegro de Lima cho xuất ngoại binh tại V-League 2020. Tiền vệ người Brazil đã từng có 4 năm thi đấu tại Thụy Sĩ cho câu lạc bộ FC Volendam. Anh ghi được 6 bàn thắng trong 66 trận ra sân trước khi chuyển chơi bóng tại giải nhà nghề Mỹ. Tại MLS, Lima khoác áo hai câu lạc bộ là Chicago Fire và Dynamo. Anh có tổng cộng 12 pha lập công trong 5 mùa giải thi đấu tại đất nước cờ hoa. 2 năm gần nhất, Alex Montero Lima đã chuyển tới thi đấu tại Hàn Quốc cho Suwon FC và Anjang FC. Dù kỹ năng cũng như sự am hiểu bóng đá Việt Nam có thể không bằng được so với Lý Nguyễn, nhưng Lima vẫn là sự bổ sung chất lượng cho tuyến giữa của Thành phố Hồ Chí Minh tại V-League 2020. Mới nhất, Á quân V-League vừa giành chiến thắng 3-2 trước Hồng Gang United tại AFC Cup 2020 và vươn lên vị trí đầu bảng. Hy vọng với sự xuất sắc hiện tại của Lenima sẽ giúp cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đạt được nhiều thành công tại mùa giải 2020. Sau khi trở lại với mùa giải mới 2020 bằng một phong độ rất tốt, tiền vệ đội trưởng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh Trần Phi Sơn đang rất khát khao được trở lại với đội bóng tuyển Việt Nam trong năm nay. Phi Sơn có chia sẻ rằng, bất cứ cầu thủ nào cũng mong được khoác áo trên mình chiếc áo đội tuyển, bản thân tôi cũng rất muốn nhưng tôi sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa để nắm bắt cơ hội và hy vọng được gọi trở lại. Cầu thủ mang áo số 10 của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa lấy lại được 1% phong độ của mình kể từ khi trở lại sau chấn thương. Nhưng ở những trận đấu gần đây của Thành phố Hồ Chí Minh tại AFC Cup, Phi Sơn đã thi đấu rất nổi bật. Đặc biệt, trong trận đối đầu với Hồng Gang United trên đất Singapore, cầu thủ mang biệt danh Ronaldo Việt Nam đã góp công rất lớn trong cả 3 bàn thắng của đội nhà. Phi Sơn đang rất tự tin về phong độ của mình. Ở mùa giải năm nay, tôi cảm thấy mình đang ở độ chín và sung sức nhất, do đó tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt để mang lại thành tích cho câu lạc bộ và được trở lại đội tuyển quốc gia, đó là giấc mơ của bất cứ cầu thủ nào. Năm nay 27 tuổi, Phi Sơn từng 3 lần ra sân trong mặc áo đội tuyển Việt Nam và anh đã đóng góp được một bàn thắng. Năm 2012, anh đã lập cú đúp danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam và cầu thủ xuất sắc nhất giải U21 quốc tế do báo Thanh niên. Vào ngày 1 tháng 3 tới đây, Phi Sơn sẽ cùng với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đón tiếp câu lạc bộ Hà Nội tại trận siêu cúp quốc gia diễn ra trên sân vận động Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem video của mình. Hãy cho mình một like và share và đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh và bấm chuông để ủng hộ cho Bóng Đá Mơ nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video lần sau.